Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày nghỉ cuối tuần, mưa có xu hướng xảy ra nhiều tại các tỉnh thành trên cả nước. Trong đó thì lượng mưa lớn tập trung ở hai đầu đất nước. Mưa tăng cũng làm nắng nóng ở miền Trung giảm về diện và cường độ. Cụ thể tại miền Bắc, do ảnh hưởng của rãnh mây dông và hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to trên diện rộng. Trong đó thì vùng tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh vùng núi phía Bắc. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Còn về mức nhiệt trong ngày tại miền Bắc sẽ vẫn duy trì mức thấp, phổ biến từ 30 cho tới 33 độ vào trưa chiều. Dự báo trạng thái mát mẻ sẽ còn kéo dài cho tới ngày 26 tháng 6. Rãnh áp thấp phía Bắc cũng đã tác động và gây mưa dông cho Thanh Hóa và Nghệ An trong hôm nay. Ngoài ra thì nó còn làm vùng thấp nóng phía Tây yếu đi. Nắng nóng chỉ còn diễn ra ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Và từ ngày mai, nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt ở Trung Bộ. Ở phía Nam, một rãnh áp thấp mới cũng hình thành, có trục vào khoảng 8-10 độ vị Bắc. Và dưới tác động của rãnh áp thấp này, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có lại những cơn mưa dông. Do rãnh thấp mới hoạt động nên mưa dông tại Tây Nguyên và Nam Bộ là chưa nhiều, ở mức rải rác. Các ngày sau thì sẽ tăng rõ. Nền nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay tại Tây Nguyên chưa có nhiều biến động, duy trì từ 29 đến 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ là 32 cho tới 35 độ. Trên biển với khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn tại phía Nam, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa dông về chiều và tối, tầm nhìn xa giảm thấp còn 4 đến 10 km trong mưa. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 24 tháng 6 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.